xin chào tất cả mọi người. Nay về sườn máy Vinmac giới thiệu mọi người đó là chiếc máy sát gạo. Không chỉ sát gạo mà nó còn có công dụng khác, đó là nghiền ngô, nghiền ngũ cốc, nghiền trấu để làm thức ăn gia súc. Và đây mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người đó là các cái bộ phận cũng như là công dụng hoạt động của máy. Đầu tiên đó là phần mặt sạ. Khi mà mình đổ gạo vào đây thì nó sẽ gạo sẽ xuống đây và cái sàn này nó sẽ rung. Rung thì nó sẽ rung những cái hạt gạo chính xuống máy. Còn những cái hạt gạo hay là to hay là những cái hạt đá sỏ to nó sẽ được loại bỏ và sẽ đi qua đây. Đi qua đây nó sẽ bắt đầu vào các đường ống đây. Ở đây thì mọi người dùng các dụng cụ để hứng vào đây. Tiếp theo đó là cái này, đó là cái phần nghiền thành cám, thì nó sẽ trực tiếp là nghiền luôn cái phần cám sẽ được hút ra đây. Thì ở đây nó ở chỗ này nó sẽ đi kèm với lại đó là cái túi đựng cám. Còn đây là đầu nghiền này thì có thể là nghiền ngô, nghiền trấu, nghiền hạt gì đó. Đây sẽ là bên trong cái phần khung nghiền của nó. Khung nghiền nó sẽ có một cái nọc sạn. Và đây máy nghiền nó sẽ trực tiếp nghiền vào đây. Máy thì chỉ được sử dụng động cơ 3 ký nhanh. Với năng suất làm việc của bên nghiền thì nó sẽ khoảng 200-300 cân trên 1 giờ. Còn bên sát thì cũng như thế, khoảng 200-300 cân trên 1 giờ. Và tiếp theo thì phần chính của nó sẽ là phần sắt gạo. Phần sắt gạo thì như đầu video nó nói thì những hạt gạo sẽ ở đây và bắt đầu là nó đi qua đây. Phần chính của nó sẽ là phần sắt. Đến đây thì nó sẽ có một cái bảng, có một cái gọi như kiểu cái đồng hồ, thì nó sẽ điều chỉnh mình vặn theo chiều kim đồng hồ, vặn số càng to thì lúc hạt gạo sẽ càng được bóc sạch và tách những hạt trấu càng sạch bóng hơn, vặn nhỏ thì sẽ ngược lại, vặn nhỏ thì nó những hạt gạo trấu sẽ không được bóc hết. Và khi gạo xuống đây thì cái sàng này nó sẽ rung, nó rung thì những cái hạt gạo chín thì nó sẽ được chuyển qua cái máng này. Nó sẽ được chuyển qua cái máng này. Còn những cái hạt sạn nhỏ thì nó sẽ được chuyển xuống cái máng ở dưới. Còn đây là sẽ là phần khởi động máy. Trước khi khởi động máy thì mình sẽ sử dụng đó là chiếc đó là cái dây để cắm điện. Cắm điện xong bắt đầu mình gạt cái này lên. Khi mà mình gạt cái này sang bên phải thì là sẽ hoạt động là bên sát. Và khi mà mình vặn sang bên trái thì nó sẽ hoạt động sang bên bên nghiền. Nếu mà mọi người cảm thấy cái máy này phù hợp cho gia đình hoặc là cho các trang trại, người liên hệ vào trang web máy móc Việt .vn, địa chỉ là 258 Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.